Năm 2022, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác tiếp nhận chiến sĩ mới của Lữ đoàn 86 binh chủng hóa học đã diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định và đảm bảo đúng luật cũng như quy định của địa phương giao quân. Để chuẩn bị cho công tác huấn luyện, năm nay, Lữ đoàn Phòng hóa 86 đã chỉ đạo các cấp tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới. Trọng tâm là nội dung phương pháp huấn luyện và thực hiện chế độ ngày, tuần để quản lý huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao, đặc biệt đối với các tiểu đoàn đặc thù của Bộ đội Hóa học. Xây dựng tổ chức biên chế huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện giai đoạn 1 năm 2022 theo đúng quy định, ưu tiên cao nhất cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, bổ sung cán bộ, hạ sĩ quan chỉ huy, bảo đảm đủ 100% yêu cầu. Đặc biệt là khi tiếp nhận đối với chiến sĩ mới, thì chúng tôi luôn làm tốt cái công tác bảo đảm về phòng dịch đối với các cán bộ khi đi tuyển quân thì đã được về test nhanh cũng như là xét nghiệm để bảo đảm khi sang tiếp nhận đối với chiến sĩ mới thì đảm bảo an toàn. Đối với các xe thì được biên chế các cái hệ thống phòng dịch đảm bảo một tốt nhất khi vào đối với đơn vị. Năm 2022, Lữ đoàn tiếp nhận chiến sĩ mới thuộc các quận, huyện nội ngoại thành Hà Nội, Tây Hồ, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa và Bắc Ninh. Các địa phương này đã làm tốt công tác thâm nhập, tròn khâu, đúng quy định. Kết quả tổng hợp trong hồ sơ đều có cơ sở pháp lý cao, không có hiện tượng nâng chất lượng hồ sơ. Công tác tuyên truyền kêu gọi công dân nhập ngũ, công tác chính sách quân đội cũng được các địa phương quan tâm đặc biệt. Các công dân nhập ngũ năm nay đều đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, để đảm bảo các chiến sĩ mới bắt nhịp với cuộc sống cũng như thao trường đơn vị, ngay từ cuối năm 2021, đơn vị đã đầu tư nhiều ngày công, kinh phí tu sửa, củng cố cơ sở vật chất và áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện, học tập, công tác. Tổ chức khung huấn luyện chiến sĩ mới và hoàn chỉnh các khu tập thể lực, thể dục, thể thao theo tiêu chuẩn huấn luyện mới. Lựa chọn đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới. Tổ chức tập huấn các nội dung về rà soát, nắm, báo cáo chất lượng chính trị chiến sĩ mới cho toàn thể cán bộ từ cấp tiểu đội trở lên. Trong công tác tổ chức huấn luyện của chiến sĩ mới, thì đơn vị đã có nhiều những cái sáng kiến, mô hình để bảo đảm cho huấn luyện đạt được kết quả cao nhất trong năm 2022. Hơn thế, nhằm giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm công tác, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 86 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt mọi công tác chuẩn bị về nơi ăn, nghỉ của bộ đội chu đáo, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tập trung củng cố, làm mới hệ thống thao trường bãi tập, đặc biệt là mô hình học cụ huấn luyện và tổ chức chuẩn bị thông qua. Thục luyện giáo án, bài giảng chặt chẽ, có chất lượng. Nhờ kết quả đó, khiến các tân binh về với các tiểu đoàn của Lữ đoàn 86 có chung một cảm nhận, đó là cảm nhận của niềm tự hào, sự thân thiện, khiến các chiến sĩ mới càng có quyết tâm gắn bó với đơn vị hơn để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong cuộc đời quân ngũ của mình. Cảm giác đầu tiên của tôi trước khi bước vào là rất là hồi hộp và tôi rất mong chờ những thử thách trước mắt và tôi xin hứa là sẽ hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bản thân tôi năm nay đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi rất phấn khởi và là một niềm vinh dự cho quê hương. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ mới các tiểu đoàn của Lữ đoàn Phòng hóa 86 đang chuẩn bị hoàn thiện công tác tư tưởng để bước vào giai đoạn huấn luyện, rèn luyện. Công tác chuẩn bị chu đáo cùng sự quan tâm gần gũi của đội ngũ cán bộ đã thực sự giúp những chiến sĩ trẻ yên tâm gắn bó với đơn vị, tích cực học tập, rèn luyện. Đó đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, đạt kết quả cao trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm nay.